Thưa quý vị, sự ra đời của Luật Bình đẳng giới vào năm 2006, Luật Phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, và Luật trẻ em năm 2016 là những cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trong gia đình, nhất là phụ nữ và trẻ em. Ngày nay khi chúng ta đang chung tay xây dựng xã hội văn minh hiện đại, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc thì đâu đó tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn tồn tại và diễn ra phức tạp dưới nhiều hình thức. Vì vậy, việc ngăn chặn, xóa bỏ bạo lực gia đình là trách nhiệm của mỗi người dân và toàn xã hội. Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong công tác giáo dục trẻ em, nhằm tạo mọi điều kiện và cơ hội thuận lợi để trẻ em phát triển bền vững. Theo chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới trên địa bàn thành phố. Tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thời gian qua cũng có nhiều hoạt động chăm sóc giáo dục và tuyên truyền phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em về cái phòng chống bạo lực gia đình và trẻ em gái thì trong cái buổi hoạt động cũng đã đem lại nhiều cái hiệu ứng tích cực cho cộng đồng và bên cạnh đó thì cũng tổ chức giao lưu với phụ nữ hội an thì cũng cũng nắm được một số các hoạt động để về cùng nhau học hỏi để triển khai làm câu lạc là bộ nam giới của phường hải châu 2 gần 20 anh em từ sự hỗ trợ của ủy ban chúng tôi được hội phụ nữ hỗ trợ rất là nhiều những cái tập huấn đã được anh em đều được mời đi tham dự đầy đủ và từ có những cơ sở đó thì chúng tôi mới về địa phương mới cùng với lại các chủ hộ khác để mà làm như thế nào để không còn khinh thường phụ nữ hành hạ phụ nữ hoặc là trẻ em bởi vì phụ nữ bây giờ phần đông là họ tham gia về kinh tế rất là nhiều và họ có thể làm ra của cải vật chất để phục vụ là cho xã hội cho gia đình tại hội liên hiệp phụ nữ phường An Khê quận Thanh Khê hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, hội liên hiệp phụ nữ phối hợp cùng ủy ban nhân dân, đoàn thanh niên phường An Khê tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với nhiều hoạt động tuyên truyền vận động các cấp các ngành cơ quan tổ chức gia đình cá nhân chung tay xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử bạo lực trên cơ sở giới tạo điều kiện cơ hội cho phụ nữ và trẻ.